Đây, xin chào mọi người nha. Hôm nay là lần đầu tiên Aki được đi coi đi uống cà phê bờ kè nha mọi người. Đấy, đồ anh ơi tàu à, bài cừu à, đồ nào canh gì? Hú chứ? Ok nha. Đó là họ chở xe bình thường kìa mẹ. Cái bài cừu không nhiều, tao bận bài cừu mà được. Được rồi đó. À, tôi biết đường không nhớ được. À, sao kia nào nhìn thấy? À, ông sẽ được. なんでどんな感じ今知ってる電気はキラキラキラところでしょああすごいなないねえ ăn nói chưa ngồi ở sau xe vậy đó mà nhìn thấy là mấy cái chỗ mà quán cà phê đèn mờ là biết hỏi sao biết vậy nó thấy đèn chớp chớp dữ à quá à ờ tiếp tục rồi đây số buồn căng đây mà đẹp nhiều ơi thôi mấy tuổi hả chưa xây xong mà chưa làm sao đâu có mấy căn xong rồi căn gì vậy xong rồi đi ngày mơi ha chở nó về ngay cái khu văn hóa hồi xưa của mình á tính nhi á còn bây giờ nó làm mơi con chở nó đi chạy vòng nơi bà nãy giờ bà chạy con cũng biết đường nào luôn mơi ban ngày mà có lạc ít gì sợ chắc rồi từ nhà mình đi xuống Mỹ Tho con biết rồi à. Xuống hai tới Bụng Binh là con quẹo xuống đường cầu Đại Chiến Sĩ là con cũng biết rồi à rồi cầu Đại Chiến Sĩ lắc làm giấy xong con ngược trở về chạy thẳng một đường hoài về tới cục quá thứ nhiên à. Đó. Okay, sao chưa nước gì công an hả chạy giờ quá nó đuổi quà quá mới kia ngồi đẳng chị. Xe chạy bánh luôn. Rồi chắc chị em em đi. Mới kia sao chưa? Cô quá đam mê. Ách tí. Ok đó. Hả? Ok. Còn muốn lộn đủ hết trơn luôn, chạy tán luôn à. グレーサー、人落ちたのかな。あ、あっちは戦う。人は10年は一人戦う。だから警察来る。あ、あ。kìa lại kìa để cứ ngồi chừng nào mà điện nó lại hỏi mình cầm cái lên đó kia sao chị đó đồ má ơi cậu mới ăn được miếng mít luôn chưa nóng đít nữa hỏi là ngồi đây được cả sao ngồi bển không được công an nó phạt cho bán bển trả tiền chưa để cái nấu hiểm trên xe rồi nó chạy ngang nó lấy không sao dắt xe qua giùm đi chung lấy cười luôn em dạ ra tiền luôn này nó đem đi té cho nà hả non đem đi té mà dê tê mà dê tê non đem đi té đồ
ly nước mía nè. Mà đi tàu về tàu đi sao? Tàu này ở rồi, chụp bay. Ở gì? Này. Ừ. Sao nó cầm gì đó? Ăn mẹ. Không. Ngon gắn. Baby, tàu bê tê. Baby, tàu bê tê tê. Nó có phong phong nè đấy. Tàu bê tê mê tê đấy. Ô, bỏ lỗi đâu? Có bỏ lỗi không? Phân à? Nguyên đóng đồ ăn cũng ăn rau à? Ông nội gì chứ? Cái phần này mà 50 ngàn. Rất thưa phần này nhiêu tiền vậy? Người thưa phần này chừng 20 ngàn lắm mà. Nè bò lưỡi nè, bò lưỡi nè. Ồ, bò lưỡi lá gốp mà, ừ đúng rồi. À. Bò lưỡi mặn quá. Kéo tới hông mà. Ông ăn không? Ăn không? Đi coi. Hả? Đi tiếp. Kéo chỉ tơ hồng. Kéo giờ bán không được. Kéo kéo cứng quá ăn vậy. Mì tê nè, Kéo chỉ tơ hồng đặc biệt thơm ngon. Kéo chỉ tơ hồng đặc biệt thơm ngon. Kẹo chỉ tơ hồng đặc biệt thơm ngon. Kẹo chỉ tơ hồng đặc biệt thơm ngon. À, một cái đừng để sữa. Kẹo chỉ tơ hồng đặc biệt thơm ngon. Kẹo chỉ tơ hồng đặc biệt thơm ngon. Nhiêu tiền à? 20. Chia tiền. Tôi.
Được. Được. Ngón. Ski. Chút tỏ. Hả? Cái cà phê này ạ, cà phê nó cà phê. Thì ông nói con là ông no căng bụng rồi đó. Bờ bên này. Hả? Sa tổ. No. Sao ông nói mười mấy cuốn á? Chắc mình nên ăn nửa con cá tự tượng à. Không, không kèo qua đây ăn nhiều. Đi lạ. Lạ bị. Ý nhớ như hôm qua ăn xong cái nói hôi no đó mà ăn gì hết, đưa mua tô tí về ăn sập. Hôm qua mua bây giờ chạy về nó chưa nữa. Hả? Lên nè. Hả? Lên nè. Đi thăm nó. Hả? Lên nè. Không có rơi thả. Lên đấy. Hả? Lên lẽ. Hả? Đi ra ngoài con nào mà đụng mày đụng con. Là từ chỗ đó. Cái đó. Nè. Cái đó. Thế mà cái đó. Nè, mà ta xem tới tao mới chờ. Ai dẫn chị về ngồi đây nhìn lại. Đi ba bê kể đó. Ông sao cắt tại mô sư gửi qua gì đi gì hả? Kể đó. Đây là